con hình hài, thầy cô cho con cả kiến thức. Vâng, đó là điều thiêng liêng cao cả mà con luôn tâm đắc. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, con tên là Nguyễn Bảo An, học sinh lớp 1A4 trường tiểu học Cao Bá Quát. Với tất cả lòng thành kính, con muốn gửi đến thầy cô lời chúc. Chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, tràn ngập niềm vui trong cuộc sống, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp chồng người. Sau đây, con xin gửi tặng các thầy cô giáo bài thơ có tựa đề Cô giáo lớp em. Sáng nào em đến lớp cũng thấy cô đến rồi, đáp lời chào cô ạ, cô mỉm cười thật tươi. Cô dạy em phải viết, giáo tôi phẳng ngôi nhà, đàn ghế vào cửa lớp, xem chúng em học bài. Những lời cô giáo giảng ở trong vở thơ, yêu thương em là mãi, những điều người cô cho.